Rồi bữa nay mình sẽ cắt tóc cho cô Kiệt á. Ý lộn 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 cắt cắt móng tay, cắt móng tay, cắt móng tay đúng không? Đúng à. Rồi giờ mình cắt móng tay nha các bạn. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cắt cắt tóc cho cô Kiệt. Lộn. Cắt gì? Cắt móng tay hả? Ừ ha, đúng rồi, mình cầm kìm, cầm vỗ, mình cắt móng tay, tự nhiên mình đòi cắt tóc. Hồi bữa mình không được quen nữa hẳn. Rồi giờ mình sẽ cắt móng tay nha. Rồi. Đây. Mình sẽ cắt móng tay. Cắt giũa luôn nha các bạn. Ồ, bữa nay đã cô Kiệt được làm nail nha. Rồi, cắt sao? Cắt tròn hết nha. Không có đi móc đất á. Tôi đi chơi rồi. Chơi đâu, chơi đồ xếp hình đúng không? Kiệt đang cầm gì đó, cầm đồ xếp hình phải không? Đây mình sẽ cắt tròn như thế này nữa bạn đó, phải không? Cắt tròn thôi mình sẽ giũa ha đó. Rồi mấy bạn mà thấy cái phần da hai bên này nó cứng cứng á, mấy bạn cũng nên cắt bỏ luôn ha, tại cái phần da đó là nó mà cứng hơn nó là nó dễ bị xước lắm mấy bạn, giống như cũng nói chung là cũng gần giống như của người lớn mình thôi. Nói chung là cái phần đó khi mà nó cứng mà mình không chịu cắt đó, mình giũa mặt hay này kia là nó dễ bị xước cái mặt mình lắm á, mình cứ cắt đều cái phần móng này hết. Cái cánh. Không, giờ mình cứ cắt thôi. Nếu mà bạn nào ở nhà mà không có kìm này á thì mình xài cái đồ cắt móng tay á, thì cái đó thì cảm giác cái đó nó lại khó cắt hơn cái này nha các bạn. Tại vì nó làm bo hai bên góc. Nếu mình cắt chính giữa vậy nè mà mình để không đều á, nó dễ bị một bên nó dễ bị phạm lắm. Còn cái này á, mình cắt cái mình cứ cắt chút 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 chút, mình để đâu thì mình cắt ngay đó, thế là nó được như mình cắt này đó. Ở bên này mình cắt được cái mấy phần da hai bên nữa, còn cái đồ cắt cong kia á, mình muốn cắt được phần da này rất khó ha. Mình này mình vớ mà mình còn biết tự cắt các bạn, còn mà mấy đứa nhóc có thì đâu thể nào mà tự cắt được, lớn chút xíu thì còn biết cắt, còn nhỏ nhỏ gì là người lớn cắt cho thôi, mà không phải mình nói người lớn là biết cắt. Có nhiều bạn lớn rồi chứ thực ra là không biết cắt móng tay cho mình nữa đó. Đi tiệm cho người ta cắt á, ở nhà có cắt được đâu, để biết sao không? Nó nghịch tay. Ví dụ như thuận một tay thì cầm kìm được, tới cái tay bên kia là cầm không được á thì sẽ cắt không được á. Bữa nay mình sẽ chia sẻ video này là mình cắt tóc cho bé, cắt cắt móng tay cho bé đó, mình nói lộn nữa, cũng cái vụ cắt tóc nữa đó. Mình cắt móng cho bé thì bằng một tay thôi, nhưng mà tới video sau thì mình sẽ cắt cái móng tay cho mình á, thì mình sẽ cắt nghịch tay như thế nào cho các bạn coi nha. Thì khi mình tự cắt cho mình á, nó nghịch tay, nhưng mà mình cầm cái kìm đúng đó, thì mình vẫn cắt nó rất là dễ đó là. Xong một tay nữa bạn đó, giờ mình coi có nào đen đen móc cho hết
giờ mình giũa, mình giũa. Nè các bạn nhìn nè, thường thường cây giũa này nè, nó sẽ có một cái mặt hột to và cái mặt hột nhỏ các bạn. Cái phần hột to để làm gì? Mình sẽ chà cái phần da xung quanh này nè. Mình sẽ chà cái phần da xung quanh ha. Còn cái phần hột nhỏ này nè, mình sẽ chà cái phần móng. Đó, nếu các bạn mà sợ đó, nó thường mình giũa như là cây mới á, mình giũa ngang này nè, nó dễ bị đứt cái da phía trong nữa. Nên mấy bạn cứ để dọc dọc như nè, mấy bạn ấy vô vừa có phần da với phần móng như nè. Thứ nhất là nó dễ tròn, thứ hai nó không có bị đứt. Thì thường cái cây mới mua về cái gốc này nè, nó bén lắm các bạn. Mình để vậy nè, mình giũa mà nó dễ bị đứt, đứt cái phía trong da này với cái phần giữa móng ấy. Nên nó dễ bị đứt chảy máu luôn á. Còn mình để vậy, để dọc như nè, là nó sẽ không có bị ha. Rồi nó giờ thứ nhất là nó chà vô cái phần da chai chai ở phía ngoài này nè. Còn cái phần nó, cái phần ở trong á thì nó sẽ được tròn. Vừa được giũa mà nó vừa được tròn luôn ha. Đó, một móng. Thấy chưa? Đó, giờ mình tiếp móng nữa. Một bàn mấy móng kìa. Bàn tay mấy móng điểm à, mấy móng, mấy móng, một bàn tay mấy ngón tay, một bàn tay mấy ngón tay, mấy điểm, điểm, rồi mấy, hai bàn tay mấy, một bàn tay là năm mà hai bàn tay là mấy, năm cũng năm bằng mấy, năm cộng thêm năm mình điểm tiếp nữa, năm rồi nè. 6, 7, 8, 9, 10. Chứ chưa, có ngày cũng chưa học, thấy không? Chơi đồ chơi. Mưa hả? Thường thì mấy bé vấn vấn à, chị ngồi yên cho các bạn cắt rồi nên là nó cũng dễ không. Còn mấy bé nhỏ nhỏ nhỏ, càng nhỏ thì càng khó, và tại vì nó cứ cự quậy nó ngồi không có yên. Thì các bạn muốn giữ được cái tay các bạn cắt cũng là khó. Thường thường á, mình thấy mấy bạn cắt, cắt có ngang 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 vậy là xong rồi. Mà thường mình cắt ngang ngang mà cái phần góc hai bên này nó nhỏ đó, nó dễ bị đứt lắm rồi. Quên quên là nó quẹt cái là một đường luôn. À, nên là mình làm mình tùy vào lớn nhỏ, càng lớn thì càng ngồi yên rồi thì mình làm sẽ dễ, mình có nhiều thời gian để mình chăm chút thôi. Còn mà còn nhỏ là không có ngồi yên thì mình làm ở mức nhanh nhưng mà cũng phải gọn và tròn tròn góc như vậy nè để nó không có bén ha. Rồi tay kia đó. Giờ tay bên đây nè, thường nếu bạn cầm vậy vẫn được, nhưng mà mình sẽ đi ngón út để chi, mình đi từ trên đây xuống á, nó sẽ thuận cây kìm hơn á bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cắt móng tay cho nè, nhìn đi, lớn biết cắt, ai cắt hoài cho vậy, phải không? Thì có nhìn không? Nhìn móng tay nè, nhìn đi, nữa lớn biết tự cắt chứ, ai cắt cho hoài. Bạn thấy không, cái phần da ra cái nhóc nó xé nè đó, tạo cái phần này á mình mới cắt, không cắt nó tươi tươi á, là cái phần da hai bên này nè, nó tươi ra cái đầu nó xước ngược lên nè, xé đi, xé chảy máu á, không có xé dài kêu cắt cho chứ không có xé. Còn hai ngón nữa, một ngón. Rồi, đó, sau khi chà xong, đèn đen, túm. Còn các bạn ấy hơn chút nữa thì các bạn phải chăm nó dạng chà ha.
Ok chưa? Chưa chưa? Cảm ơn gì? Cảm ơn gì sao? Cảm ơn câu 2. Câu 2 làm gì cho Kiệt? Câu 2 mới làm gì cho Kiệt? Làm gì? Làm gì nó lớn lên coi? Cái gì? Thấy chưa? Đâu phải mình lộn rồi đó bạn. Kiệt cũng lộn nè, phải không? Đó, Kiệt cố lộn và cắt tóc vậy. Cắt gì? Cắt móng tay, thấy chưa? Đâu không? Đâu phải mình lộn không đâu. Rồi, cảm ơn mấy bạn nghe mấy bạn thấy mà cách mình cắt cho bé đây chào mấy bạn cắt cho bé của mấy bạn ở nhà. Ok, bye bye mấy bạn, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Dance.